hello Thấy thấy chưa? Các bạn thử comment cho cô nè. Các bạn vào lại đi, các bạn vào lại đi. Thấy chưa? Thấy comment chưa vậy? Comment được chưa vậy? Ờ thấy rồi ha, thấy rồi cô thấy rồi. Giờ cô thấy rồi ha. Hello Đức Minh. Rồi, ok, thấy rồi. Rồi, ok, chào Đức Minh ha. Rồi. Bị lỗi ha mấy đứa hồi nãy cái uh, biết nó bị cái gì bị lỗi nhưng cô không thấy comment được mấy đứa hello thanh thảo ok thấy rồi ha thấy comment rồi rồi ok thôi hồi nãy cô không thấy gì hết cô không thấy các bạn comment gì hết Mình là cô không biết là các bạn có comment đi không bây giờ thì cô reset lại thì nó ok hơn rồi mà bắt đầu học luôn ha được không bị nào mà hồi nãy vào xem mà không comment được thì vô comment giúp cô nha cái gì giúp cô like cái video này và chia sẻ giúp cô nha các bạn Rồi, câu số 1 nè They finished one project They started working on the next Họ hoàn thành một dự án Họ bắt đầu làm dự án Cô lựa nhiều vậy 20 câu nào Ok, rồi, lại <laughs> nha Họ hoàn thành xong một dự án Họ bắt đầu làm dự án tiếp theo, đúng không? mình sẽ có cấu trúc vừa mới thì hardly had when và on và gì nữa các bạn vừa mới thì vừa mới thì vừa mới thì cũng có hardly had when đúng không vừa mới xong cái này thì làm tiếp cái kia dùng như câu có cậu bi hay các bạn hardly had when hardly had they finish one project when they started working on the next các bạn có nhớ công thức này không vừa mới thì họ vừa mới hoàn thành xong một dự án thì họ bắt đầu làm dự án tiếp theo được không các bạn cấu trúc vừa mới thì khó tì ha ok chưa câu đầu hiểu không bắt đầu theo kịp không thành công thức thôi nha rồi tiếp theo nè câu số 2 nè các bạn có theo kịp không vậy vậy nào các bạn nào mà chưa biết công thức đảo ngữ thì các bạn nhớ ghi chép và giúp cô nha Đúng rồi, hotly hot when. Cấu thức đảo ngữ vừa mới thì câu gốc là gì đây vừa hoàn thành xong cái này thì làm cái kia. Hotly đồng nghĩa với lại hotly hot when. Vô giảng lại cho các bạn vào trễ nha. Câu số 2 nè. Susan she didn't apply for a summer job in a cafe. She now regretted Rồi, một cái câu... Susan như thế nào đó? Susan đã không nộp hồ sơ xin việc vào mùa hè và công việc công việc hè ở quán cà phê. Bây giờ cô ấy hối tiếc vì cái điều đó. Vậy hối tiếc đúng không? Cô okay. Susan wished that she had applied for a summer job in the cafe. Susan ước cô ấy đã đăng ký công việc mùa hè ở quán cà phê. Câu nào? Câu nào nhỉ? Hello, Mai Tuyết. Hello Mai Tuyết Câu nào cho các bạn suy nghĩ nè Season đã không đã không apply đúng không đã không apply cái này nó xảy ra trong quá khứ hay trong hiện tại các bạn ở trong quá khứ đúng chưa đúng không trong quá khứ và bây giờ cô ấy như thế nào cô ấy tiếc nuối thì cô ấy ước rằng như vậy cái ước như thế nào đấy ước rằng cô ấy đã apply đúng không một cái gì đây một cái sự việc đã không có thật ở trong quá khứ dùng với cô câu wish ở dạng wish loại mấy loại ba hai các bạn hai hay a ha nè các bạn thấy nền tiết đình đi hiện tại tùy quá khứ đơn các bạn lùi xuống một thời gian cô lùi xuống hành thì gì đây thì quá khứ hoàn thành là hát apply tiếp nè câu số 3 decide decided cái âm như thế nào các bạn lưu này biết sao âm như thế nào It đúng không? It decided. Cái này dễ quá ha. Rồi. Installed. In installed. Hmm? Install. đi phát âm như thế nào đây? Hmm? The, installed. Đúng không? Installed. Rồi. Visited. Phát âm là? Hiện hay rõ ràng mình đọc như thế nào mình viết như vậy. Appoint, appointed. Nhớ với cô cái đuôi thờ và đuôi đờ mình phát âm là it thôi các bạn rồi có hobby thôi chỉ có hobby phải âm là dừng còn lại phải âm là it ha rồi câu số 4 nè put put âm gì đây âm u uh, u uh, ha các bạn u uh, put u uh. rồi hobby nuts âm gì nuts là âm âm ơ ha oxy nè shuts âm âm er cut cũng là âm âm ơ luôn câu câu gì đây các bạn câu a ha put u khác với lại ờ bốn a ha câu số 5 i'll take the job whose salary is fantastic rồi tôi sẽ đảm nhận tôi sẽ đảm nhận công việc mới với mức lương cao ngất ngưỡng ở đây mình có từ fantastic là vô cùng tuyệt vời ha các bạn mà mình nói về mức lương vô cùng tuyệt vời thì phải là mức lương cao ha mức lương cao thì mức lương vô cùng tuyệt vời rồi mày có theo kịp không mai tuyết ở đức minh giỏi nè đức minh nhanh nhanh trí nè nhanh tay quá Rồi mai tuyết ok mình có một từ là có a reasonable là hợp lý các bạn acceptable là chấp nhận được wonderful là tuyệt vời đó. decisive là quyết đoán rồi Bây giờ mình mới tìm cho cô cái từ gần nghĩa nhất cái lại từ fantastic đúng không? Từ gần nghĩa nhất với từ fantastic là từ nào? Câu C ha, wonderful, tuyệt vời ha các bạn, tuyệt vời. Rồi, câu số 6 nè. The African rhino is an endangered species and need protecting. Tê giác châu Phi là loài nguy cấp là loài nguy cấp và cần được bảo vệ thì in nghĩa là gặp nguy hiểm hoặc đang bị bị đe dọa các bạn câu a unstable không ổn định câu b dangerous nguy hiểm câu c insecure không an toàn và câu insecure, không an toàn ha. Cuối cùng có gì? Independent nghĩa là độc lập. Rồi, cái từ gần nghĩa nhất với từ gặp nguy hiểm bị đe dọa là gì các bạn? Ừ? Câu gì? Câu C insecure, không an toàn ha. Đang gặp nguy hiểm mình bị đe dọa nghĩa là không an toàn thôi nha. Không có phần câu câu B các bạn, không có phần dangerous nha, 6C nha, 6C. Rồi, tiếp nè. Câu số 7. I was going to have a go at part parachuting but lost my nerve at the last minute, rồi, parachute parachute đúng rồi parachuting parachuting là nhảy dù ha, parachute là parachuting nhảy dù hoạt động nhảy dù ha các bạn parachuting rồi tôi định sẽ thử đi nhảy dù nhưng mà tôi mất hết can đảm vào phút chót lost my nerve là mất can đảm hoặc là nhụt chí các bạn mất đi cái can đảm vào cái phút cuối cùng nên là không muốn nhảy nữa. Rồi, câu A, I was determined to go ahead. Quyết tâm làm tiếp. Câu B, lost my temper, nổi nóng. Câu C, was discouraged from lying, nhụt chí, from trying, from trying, nhụt chí, cố gắng. Câu D, began to dislike it, bắt đầu không thích, bắt đầu không thích nó. Rồi, trái nghĩa với mất can đảm bị nhụt chí là cái gì nhỉ có ừ. cô trái nghĩa nha trái nghĩa nha câu số 7 cho cô nè trái nghĩa với mất can đảm và nhụt chí sẽ là gì đây quyết tâm đúng không trái nghĩa với nhạc trái nghĩa với nhụt chí là quyết tâm quyết tâm làm tiếp câu 7 số câu 7 a hay các bạn câu số 8 Smart robots have replaced human in stressful and hazardous, hazardous, hazardous job and assembly lines. Robot thông minh đã thay thế con người trong các công việc căng thẳng, nguy hiểm và trong các dây chuyền lắp ráp. Hazardous là nguy hiểm các bạn, nguy hiểm. Rồi, mình có từ dangerous, nguy hiểm, Được không? Nghĩa là nguy hiểm. Từ copy nè, risky, rủi ro câu C safe an toàn an toàn hả câu D perilous perilous nguy hiểm Peril perilous nguy hiểm rồi trái nghĩa với nguy hiểm thì sẽ là có từ gì từ ờ à, đúng rồi safe và an toàn được chưa trái nghĩa với nguy hiểm sẽ là an toàn thôi đơn giản hazardous và safe trái nghĩa nhau nha các bạn nguy hiểm trái nghĩa với lại an toàn assembly đâu rồi assembly line assembly line là dây cả cái đại là dây truyền lắp ráp thôi vậy dây truyền lắp ráp giờ các liên quan đến những cái thứ lắp ráp đó. những cái thứ lắp ráp đó. assembly lắp ráp Uhm, từ chuyên ngành là cái cái sự lắp ráp trạng từ sự lắp ráp đó. sự lắp ráp cả cái loại cả cái 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 cụm assembly line là các dây chuyền lắp ráp sự lắp ráp assembly sự lắp ráp rồi ok replace là thay thế đúng không thay thế con người trong những công việc căng thẳng và nguy hiểm trong những cái dây chuyền lắp ráp rồi câu số 9 nè đâu rồi ô oh, thấy lời thịnh nguyễn two friends peter and linda are talking about family hai người bạn mình có linda và peter đang nói chuyện về gia đình đúng không peter i think it's a good idea to have three or four generation living under one roof living under one roof nghĩa là gì nhỉ sống chung với một dưới một mái nhà đúng không mà sống chung nhà các bạn nghĩ rằng việc có ba hoặc bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà là một ý kiến hay Linda nói gì ta they can help each other a lot họ có thể giúp đỡ nhau rất là nhiều cô A I totally agree cô B it's not true cô C that's wrong cô D I don't agree nào đây câu A ha tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó vì họ có thể giúp đỡ nhau rất là nhiều được chưa Câu số 10 nè Mary is talking to Linda over the phone Mary, Mary đang nói chuyện với Linda Qua điện thoại Mary nói gì đây Thank you for helping me prepare for the party Cảm ơn vì đã giúp tôi chuẩn bị Cho cái bữa tiệc này Linda nói gì đây Cô ấy The meal was out of this world Bữa ăn này rất là ngon Cô B, My pleasure Rất là hân hạnh Cô C never mention the incident again. Không bao giờ đến đề cập đến sự việc này nữa. Cô D of course not. Tất nhiên là không. Mình hình câu nào nhỉ? Ờ, cảm ơn thì mình phải đáp được cái lời cảm ơn đó bằng My pleasure ha. Rất là hân hạnh. Đâu rồi? Rồi ok rồi. Cú số 9 là có, 10, có 10 copy ha các bạn. Kịp không? Thấy trên màn hình chưa? Có số 11 nè the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain. Difficulty là gì? Difficulty là gì là những cái sự khó khăn đúng không? Sự khó khăn. Sự khó khăn. Họ đã leo lên được đỉnh núi. Sự khó khăn họ leo được đỉnh núi thì có phải là mặc dù khó khăn nhưng mà họ vẫn đeo được đỉnh núi. Mặc dù mình có although và inspire of, loại của cô b và cô đi. Mình loại mình loại cho cô because và because of nha. Although và inspire of mang nghĩa là mặc dù, được chưa? Hoặc là bất chấp. Trong trường hợp này mình muốn phân cho cô inspire of tại vì difficulty là danh từ ha các bạn. Sau so inspire of cộng với lại gì? Danh từ hoặc là verb ing, được chưa? Câu số 12 nè. Mary Curie is a famous is famous chấm chấm her contribution to science. Rồi giới từ đúng không? Famous nghĩa là giới từ gì? For ha, to be famous for nghĩa là nổi tiếng về cái gì đó. Mary Curie nổi tiếng về những đóng góp cho khoa học. To be famous for nổi tiếng về cái gì đó ha. Tiếp là câu số 13 các bạn có theo kịp không? Câu số 13 tôi đến câu số 13 rồi nha. Rồi, câu số 13. He travel the more he learn. Cấu trúc so sánh kép đúng chưa? The cộng là cấp so sánh hơn. Cấp so sánh hơn của for là gì các bạn? Father ha. The father the father he travel the more he learn. Anh ấy càng đi xa thì anh ấy càng học được nhiều hơn. Nhớ nha, cấu trúc so sánh hơn đơ cộng với lại cấp so sánh hơn cấp sánh hơn của far father, father là nghĩa là xa hơn ha far là xa và father là xa hơn câu số 14 if you want to be healthy you should your bad habits in your lifestyle một cái câu về Phrase verb động từ ha mình có từ give up là đơn giản là gì đây từ bỏ các bạn give up từ bỏ Copy, call off, hủy hủy bỏ Cô we'll si, break, break down là hư hỏng break down Ví dụ mình nói my bike break down Thì sao? Xe tôi bị hỏng Get over là vượt qua ha? Get over là vượt qua Có cái này nhớ Nhớ với cô nha Give up là gì? Từ bỏ Call up, hủy bỏ Break down là hỏng Và get over là vượt qua Nhớ nha Học trong thời gian mình học Mình nhớ ghi nhớ cho cô những từ này Rồi nếu bạn muốn trở nên khỏe mạnh hơn Bạn nên mình nên gì đây? Bạn nên từ bỏ những thói quen xấu trong lối sống của mình ha. You should give up your bad habits. Bạn nên từ bỏ những thói quen xấu. Có câu A ha. Rồi câu số 15 nè. He was offered a job thanks to his performance during his job interview. Rồi. Performance là loại từ gì các bạn? Performance là cái gì ta? Cái sự thể hiện đúng không? Cái sự thể hiện. Thưa hiện chính là một cái danh từ ha các bạn, chính là một danh từ. Một cái nào, đúng không? Bây giờ mình muốn bổ nghĩa cho danh từ mình phải sử dụng loại từ gì? Tính từ để bổ nghĩa cho danh từ ha. Mình phải sử dụng có tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Rồi mình có câu A này, impress là loại từ gì? Động từ nghĩa là gây ấn tượng. Câu B, impression danh từ hả? nào gây à sự ấn tượng câu c nè impressively rạng từ hùng vĩ hay là nguy nga gợi cảm gì đó rồi câu đi nè impressive là gây, gây, ấn tượng sâu sắc hoặc là gây xúc động gì đó tính từ con câu nào đây cô bảo là cô bảo là trước danh từ phải điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đúng không cô, cô đi ha thì đây, thanks to his impressive performance là nhờ vào cái sự thể hiện ấn tượng của mình, cái sự cái sự thể hiện gây ấn tượng sâu sắc của mình trong cái buổi phỏng vấn sinh việc. Ok. Câu số 16. Student can chấm a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures. Học sinh có thể như thế nào đây? Đầu tiên mình có từ absorb là tiếp thu absorb provide là cung cấp transmit là truyền tải transmit truyền tải và read là đọc học sinh có thể gì đó rất nhiều thông tin chỉ bằng cách tham gia các lớp học và ghi chép đầy đủ các bài giảng học sinh có thể sinh có thể tiếp thu rất nhiều thông tin hay không các các bạn có có ai chứ tiếp nhận thông tin chứ học sinh có thể tiếp thu được rất nhiều thông tin chỉ bằng cách tham gia cái lớp học và ghi chép đầy đủ bài ha tự dùng như cô tự absorb chứ nhở absorb tiếp thu những cái kiến thức tiếp thu những cái thông tin ha absorb chứ không phải học sinh không phải là cung cấp thông tin được mà học sinh không thể là truyền tải thông tin được người truyền tải sẽ là ai người thầy đúng không thì học sinh có vai trò là gì tiếp thu tiếp nhận thông tin đó ha các bạn Đâu hết trơn rồi, 16 vẫn là câu C si, hả? 16 có A nha, absorb nha, tiếp thu, tiếp nhận. Rồi, câu số 17 nè. Make sure you chấm chấm us a visit when you are in town again. Cái này dễ nè. Hay chữ visit là gì đây? Ghé thăm. Ghé thăm mình có cái cụm gì đây? Pay a visit sao các bạn? Pay a visit nghĩa là ghé thăm ai đó. Make sure you pay a visit pay hey, us a visit nghĩa là hãy đảm bảo rằng là bạn ghé thăm chúng tôi khi bạn ở lại thị trấn một lần nữa Rồi, câu số 18 Hùng We have finished his project on sustainable development Sustainable là bền vững, các bạn. Sustainable bền vững. The development là phát triển. thì sustainable development nghĩa là phát triển bền vững. Rồi nhìn nhớ cô nè. Cái mệnh đề chính của mình là will have finished. Chia thì gì các bạn? Chia thì gì? Tương lai hoàn thành đúng không? Tương lai hoàn thành. Mình là chính chia thì tương lai hoàn thành thì mệnh đề trạng ngữ mình phải chia thì gì? mình sẽ có thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại hoàn thành ha rồi nhìn những cô nè ok can came back quá khứ loại cô B h come back không come back cũng loại luôn cô C hát come back cũng loại luôn quá khứ mà chỉ còn con cô đi thôi by the time he comes back nhớ nha khi mà mình là chính chia thì tương lai đơn hoặc là tương lai hoàn thành thì mình đề trải ngữ mình chia cho cô thì hiện tại đơn hoặc là hiện tại hoàn thành thôi các bạn được chưa? Cho thi thử một buổi đi cô hả? Thi thử như thế nào? Rồi, Hùng Câu này nghĩa là sao? Hùng sẽ hoàn thành dự án về phát triển bền vững vào thời điểm mà nấy trở lại By the time he comes back Cái mình chia thì cho cô thôi ha uhm, 18, cô đi đúng chưa? Đúng rồi ha đúng khá đúng nhiều các bạn nhìn nhớ nè Câu số 19 James really loves the jewelry box that her parents gave her as a birthday present. Ừ. Mình có một câu về trật tự tính từ, trật tự tính từ đúng không? Các bạn nhớ sao con không? Tiếp mình có opinion, opinion ý kiến. Có không các bạn? Ý kiến của mình là gì đây? Oh, nice nghĩa là đẹp đúng không? Opinion, nice. Tiếp nè. Uh, size kích thước có không? Không có, bỏ. Tiếp. Age tuổi tác cũng không có luôn. Trong trong cái đáp án nó không có. Shape hình dạng cũng không có. Color, color màu gì đây? Brown ha, màu nâu. Tiếp nè, origin, nguồn gốc chưa không có luôn. Material là gì đây? Chất liệu là là gỗ ha. Và purpose mục đích cũng không có trong câu này luôn. Rồi câu gì đây? Câu A nice brown wooden. Theo cái thập tự từ các bạn, nice nghĩa là ý kiến opinion. Tiếp brown color ha màu sắc wooden là gì material rồi chất liệu ha vật liệu 19 câu a hey, Jane really loves the nice brown wooden jewelry Jane, Jane, rất là thích chiếc hộp đựng đồ trang thức bằng gỗ màu nâu xinh xắn mà bố mẹ cô ấy đã tặng cô làm quà sinh nhật câu số 20 nè After a good night's sleep, he woke up feeling as fresh as a And eager to start work again. Hành ngữ đúng không? As fresh as a as fresh as a daisy ha, tràn đầy năng lượng, tươi tươi như là một bông hoa cúc vậy đó. Daisy. Tràn đầy năng lượng, as fresh as a daisy. Nghĩa là sau một đêm ngon giấc, anh thức dậy, anh ấy thức dậy với tràn đầy năng lượng và háo hức bắt đầu công việc ha. As fresh as a daisy tràn này năng lượng sung sức. Câu số 21. Your store needs a bold signs that will catch the of anyone walking down the street that may help to sell more products. Cụm từ gì đây? Catch the chấm 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 gì đó. Um, cửa hàng của bạn cần có một cái bảng hiệu in đậm để có thể gì các bạn? Catch the 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 eye of somebody ha. Cửa hàng của bạn cần một bảng hiệu in đậm để có thể thu hút sự chú ý của bất cứ ai khi họ, khi họ xuống phố. Điều này có thể giúp bạn bán được nhiều sản phẩm hơn. Can't catch the eye of somebody, thu hút ai đó ha các bạn. Phải là 21 là cô cô đi không? Glimpse là thoáng qua ha. Đừng có ai là mắt đúng không? Thích là gì ta? Pick là nhìn gì đây? Nhìn trộm, liếc trộm, ti hí đó. Pick. Rồi flash là ánh sáng như thế nào? Lé qua. Limbs là một cái nhìn thoáng qua, các bạn. Limbs là một cái nhìn thoáng qua. Thì mình nói catch thì ai phải là bắt mắt thôi. Bắt mắt thì sao mình thu hút sự chú ý? Ừ. Câu số 21 nè. là she's your sister in law. Sister in law nghĩa là gì đây? Chị dâu ha các bạn. She's your sister in law. Một câu hỏi đuôi, thế question. Rồi She's your sister-in-law Mệnh đề chính đang ở dạng gì? Thể khẳng định Thì mình đề Thì ở dòng... thì câu hỏi đuôi mình phải dùng cái gì đây? Khẳng định hay phủ định? Phủ định thôi các bạn mình đề... mình đề, chính Động từ động từ mình đề chính là chia ở... ở... khẳng định Thì động từ ở câu hỏi đuôi mình chia cô Phủ định Is your sister hay sao? Isn't gì? Isn't she? Đúng không? Isn't she? Có. Câu, câu D Isn't she? chị của ấy là chị dâu của bạn phải không hả rồi câu số 3 nè this issue chấm chấm up by the employees during the meeting mình có động từ brought up là gì đây brought up là đưa ra the issue là các vấn đề được đưa ra khi các nhân viên trong à, được cái vấn đề này được Các nhân viên đưa ra trong cuộc họp mình có từ brought up brought up hay là brought up bring up gì đó nghĩa là đưa ra đúng không? rồi các bạn nhìn kỹ cho cô cái vấn đề này nó có được cái bản thân nó có tự đưa ra không các bạn bản thân cái vấn đề này nó có được đưa ra không hay là nó được bản thân vấn đề nó có biết bản thân vấn đề này nó có đưa ra hay không hay là bản thân này vấn đề nó được đưa ra bởi người khác nó được đưa ra bởi những nhân viên các bạn thấy cho cô từ buy nè ba là nhìn, nhìn là biết bị động rồi đúng không không phải nào mà chủ động được ba thì thôi gì có phải, phải là vấn đề nó được đưa ra bởi ai bởi các nhân viên trong cái buổi họp đó thì chứ cô phải sử dụng cô cấu trúc bị động đúng không bị động không? ở, ở thời gì đấy thì quá khứ đơn thì quá khứ đơn tại sao cái vấn đề này nó, nó đã được đưa ra chưa đã được đưa ra rồi ở trong quá khứ đúng không thì sao thành cho cô câu đi was brought up by the employees ha? Được các nhân viên đưa ra Chứ không phải là vấn đề nó tự đưa ra Vấn đề là được đưa ra ha? Nó bị động Nó bị động, nó được đưa ra bởi người khác Chứ bản thân của nó không có đưa ra được ha? Câu số 24 He saw a terrible accident yesterday While he chấm chấm along Bến Lức Bridge mm. Saw là gì nhìn thấy, nhìn thấy. Hôm qua anh ấy nhìn thấy một vụ tai nạn kinh hoàng khi đang đi dọc cái cầu bến lức rồi mình nhìn nhân cô là ở đây nè anh ấy bất chợt nhìn thấy một tai nạn trong khi nãy đang đi thì hành động đi là hành động ngắn hay hành động dài nhỉ hành động mà đang đi hay là hành động dài khi chia cô thì tiếp diễn và ở trong trong câu này cái vế trước đang chia thì gì các bạn thì quá khứ đúng không một hành động đang diễn ra trong quá khứ và bị chen ngang với hành động khác như nghĩa là hành động anh ấy đang đi dọc thì là tại sao hành động đang diễn ra sử dụng câu thì quá khứ tiếp diễn ha he while he was walking along bến lức bridge trong khi anh ấy đang đi bộ dọc cầu bến lức hoặc là có thể thấy nè trong một cái câu một cái câu mà hành động phía trước đó là thì đơn thì chắn hai hành động nó xảy ra như này song song với nhau đúng không hành động nó xảy ra mà các hành động khác nó bị chen ngang có phải là anh ấy đang đi giữa chân lên đi rất là bình thường mà anh ấy bỗng nhiên hành động bỗng khi là hành động nó cắt đứt cái hành động kia đúng không mình chia cho cô hành động mà cắt đứt thì hành động đó là hành động ngắn hành động đang làm hay hành động dài hành động dài chia tiếp diễn rồi hành động ngắn chia cô thì đơn ha 25 hai On the topic of the presentation, he started finding relevant information for it. Câu này dễ nè Rút gọn đúng không? Rút gọn mình đề đồng ngữ thôi các bạn Đáp án của mình là gì đây? Having decided ha? Having decided on the topic Nghĩa là sao? Sau khi quyết định về chủ đề của bài trình bày Anh ta bắt đầu tìm kiếm các thông tin liên quan đến nó Nghĩa là có phải là hành động mà tìm kiếm cái chủ đề nó phải xảy ra trước Thì nó mới dẫn đến cái hành động là anh ấy bắt đầu tìm kiếm các thông tin liên quan không? phải không hành động nó sẽ nếu mà hành động ở bệnh đề đồng mình để chạy ngữ sẽ trước và nó là nguyên nhân dẫn đến hành động ở với còn lại bị à, mình rồi Thịnh Nguyện nhìn kỹ cho cô nha bài khi mà thấy ba thì chắc chắn thế là bị động nha bài bởi ừ. ai đó chắc chắn là bị động nhìn cho cô những dấu hiệu 25 câu ai đúng không các bạn khi mà hành động ở mình đề mình đề đồng bệnh đề trạng ngữ mà nó nó xảy ra trước và nó là nguyên nhân dẫn đến hành động ở mình đề mình đề chính thì sử dụng công thức cho cô là having cộng với lại past participle ha having decided mình là 25 câu cô ai rồi điền từ đúng không điền từ không tới bài đọc không tới bài đọc Ok Bây giờ cô sẽ highlight cái phần mà cô dịch nghĩa rồi các bạn uh, theo dõi nha The invention of mobile phone has undoubtedly revolutionized the way people communicate and influence every aspect of our lives hmm. Từ từ, the invention Việc phát minh ra điện thoại di động chắc chắn đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách mọi người giao tiếp và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. 26 The issue is whether this technological innovation has more harm than good. Vấn đề ở đây là liệu cái sự đổi mới công nghệ này có có gây hại nhiều hơn hay là lợi có gây hại nhiều hơn lợi hay không has gì coi các bạn has gì đó chấm chấm more harm than good thì cái công nghệ này có gây hại nhiều hơn lợi hay không sử dụng được sử dụng như câu động từ gì nè has done has played has made has brought mình sẽ có mình có một cái cụm ha do harm do harm các bạn do harm rồi có gây hại không has has done has done more harm than good ha các bạn do harm gây hại dùng cho cô done has done more harm than good rồi câu tiếp theo câu số 27 in order to answer the question we must find we must first turn to the types of consumer consumer để để mà trả lời câu hỏi này Đầu tiên chúng ta phải đến với những cái loại khách hàng. Presumably, most parents are always worrying about their children's safety by mobile phones for them to track their whereabouts. Presumably là có lẽ, có lẽ hầu hết các bậc cha mẹ luôn lo lắng về sự an toàn của con cái họ. Mua điện thoại di động để theo dõi nơi ở của con cái họ ha. Rồi mình những cái những cái đại từ quan hệ đúng không các bạn? Which là chỉ cho thay thế cho danh từ chỉ vật nè. Whom là thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là tân ngữ. Who thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ. Và câu đi what nghĩa là cái gì? Rồi nhìn như cô nè. Most parents are sau này là một động từ to be đúng không? Thì trước động từ to be mình phải cần cho cô một chủ ngữ. Chủ ngữ thì mình mà nó phải liên quan đến lại danh từ chỉ người hay bạn danh từ chỉ người người ở đây là gì đây parents là những cái bậc phụ huynh thì mình chỉ có câu b và câu c thôi đúng không chỉ có câu b và câu c thôi nhưng mà sau đó là are là một động từ to be mình phải kiếm cho cô một cái từ mà có thể đóng vai trò là chủ ngữ thì có câu c là who ha who are always who chính là chủ ngữ cho cái này ha các bạn Rồi 28 We can also assume that chấm chấm to avoid missing out on social context. Rồi cái này thì dễ nè. Các bạn nhìn thấy con phone số nhiều đúng không? phone số nhiều. Bones là số nhiều đúng không? Đầu tiên each mình có each đi là danh từ đếm được. Danh từ đếm được nhưng mà danh từ đếm được số so ít các bạn danh từ đếm được số so ít. Rồi much thì sao? Đi là danh từ để không đếm được ha. Đi là danh từ không đếm được. Rồi every thì sao? Đếm được nhưng mà số ít luôn. Còn most là đi là danh từ số nhiều ha các bạn. Rồi. Mình có phone là số nhiều mình chỉ dùng như cô cái gì đây? Most à? The most phones Tại vì nó là danh từ số nhiều Chúng ta cũng có thể cho rằng hầu hết thanh thiếu niên muốn muốn điện thoại di động để tránh bỏ lỡ những cái liên lạc về xã hội In this context, the advantages are clear Thì trong cái đoạn này, những cái lợi ích thì rất là rõ ràng 29 Teenagers want mobile, Mobile cannot deny the fact that text messages, text message, messages has been used by bullies to intimidate fellow students. Chúng ta không thể phủ nhận là thực tế cái tin nhắn văn bản đã bị những kẻ bắt nạt sử dụng để đe dọa các bạn học. Mình có từ moreover, hơn nữa. However là tuy nhiên. Therefore, uh, therefore vì thế, vì vậy và so that lễ mà rồi mình sử dụng cái cô liên từ gì các bạn liên từ nào hay là trạng từ nào liên từ hay trạng từ nào phía trước cái câu trước nó nói về gì đây những cái lợi ích nhìn rất những cái lợi ích thì rõ ràng đúng không nhưng mà phải là dùng cho cô tuy nhiên nè câu trước là những lợi ích rất rõ ràng nhưng mà tuy nhiên không thể phủ nhận rằng tin nhắn văn bản đã bị những kẻ bắt nạt sử dụng để đe dọa các bạn học ha và dùng như cô however ha, huh? however. Tuy nhiên. Rồi, 30. There's also there's also chấm, chấm evidence. Cái này dễ nè. Evidence that texting has effect affected literacy skills. Rồi, 30, 30, 30. Ngoài ra, đây là từ vựng thôi các bạn indisputable indisputable là không thể chối cãi arguable là có thể tranh luận thì các bạn chắc phân lỗi quá doubtful nghi ngờ hesitated do dự hesitated hesitated do dự this also giống chấm evidence that texting has affected literacy skills literacy skill là gì đây kỹ năng đọc viết ha kỹ năng đọc viết ngoài ra có bằng chứng như thế nào bằng chứng bằng chứng như thế nào các bạn các bạn đến được không? bằng chứng gì đó rằng tin nhắn văn bạn, bạn đã ảnh hưởng đến kỹ năng đọc viết có một cái bằng chứng mà không thể chối cãi rằng vị nhắn tin đã ảnh hưởng đến những cái kỹ năng đọc viết ha mà sao mình hay viết tin cốt á viết tin cốt xong biết hay dính tả với đứa cho nên là nó ảnh hưởng đến kỹ năng đọc viết của mình đúng không đúng không, đúng không? nhắn tin nên làm giảm đi kỹ năng đọc viết của mình, mình biết sai dính tả đó biết đâu có đủ chữ đâu hả được chưa ba mươi của mình là câu indisputable không thể chối cãi là những cái bằng chứng không thể chối cãi rằng đoạn nhắn tin đã làm ảnh hưởng đến kỹ năng đọc viết của mình. Mình có hai bài đọc, đúng không? Như cô sửa mình trước câu 43 đi. 43 những câu trách nhiệm trước rồi mình sẽ quay về bài đọc mình làm sau ha các bạn. Bài đọc mình để cuối cùng, được chưa? À, at 8 o'clock, she's reading an interesting detective de detective story. Tại vào lúc 8 giờ tối qua, cô ấy đang đọc một câu chuyện trinh thám thú vị. 8 giờ tối qua, last night là chưa thì gì các bạn? Thì quá khứ rồi đúng không? Thì quá khứ rồi. Làm sao mà she is reading nữa? She is reading, she gì? She was reading, ha cô ấy? Đã, đã đang đọc một cái chuyện trinh thám thì làm sao đổi hình is hình was she was reading được chưa quá khứ mà nó sao là quá khứ mà quá khứ đơn mà còn tụi tôi thì làm sao mà chia ease được is được is đang ở hiện tại rồi đang ở hiện tại tiếp diễn rồi mình chia cô quá khứ tiếp diễn ha quá khứ tiếp diễn thì quá khứ mà rồi bốn Germany in companion with France has now lifted the ban on the export of live animal to Europe. Mình có từ in companions", companion, nhìn nghĩa là bầu bạn các bạn. Bầu bạn hoặc là làm bạn, làm bạn in companion, bầu bạn hoặc làm bạn. Đức bầu bạn với Pháp đã dỡ bỏ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu động vật sống sang châu Âu. Khmer nhìn nghĩa là bầu bạn kết bạn đúng không? Thì nó có liên quan gì mà phải dùng là gì? In in company with huh? in company nghĩa là cùng với. Rồi dịch lại nè Đức cùng với Đức cùng với Pháp chứ phải là Đức bầu bạn với Pháp nha các bạn. Đức cùng với Pháp đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu động vật sang châu Âu. Rồi, xử dụng câu cố Be in companions Hà, in In company ha In company With. Rồi, sao các bạn không comment như con 43, 44 vậy Không biết làm đúng không? Phải không? Hoặc có biết làm không? Rồi Ờ, uh, 45 nè Many women Many women Prefer to use cosmetic To enhance their beauty and make them look younger nhiều phụ nữ thích sử dụng mỹ phẩm để nâng cao vẻ đẹp của họ làm cho họ trông trẻ hơn many women quý mình là nhiều phụ nữ đúng không các bạn quý mình nhiều mà đúng không thì tính từ sở hữu của nó phải là dạng số gì số nhiều thì làm sao mà hơi được hơi đang chỉ một người đúng không phải sử dụng cô chúng ta sở hữu là là there chỉ nhiều người tại vì women chủ ngữ số nhiều ha hơi đổi thành there their beauty làm tăng cái vẻ đẹp của họ chứ không là làm tăng vẻ đẹp của cô ấy cô ấy chỉ có một thôi các bạn có làm kịp với cô phần này không kịp không vậy kịp không kịp không mấy đứa ở đây chưa ở đây chưa bốn ba bốn có gì hỏi không Ừ. Hmm? Gì hỏi không nè Không đúng không Không thì cô chuyển qua câu tiếp theo nha Rồi um, Câu số 46 He last had his eye test 10 months ago Lần cuối cùng anh ấy kiểm tra mắt là 10 tháng trước Lần cuối cùng anh ấy kiểm tra mắt 10 tháng trước thì có phải là anh ta đã không kiểm tra mắt được 10 tháng rồi đúng không có phải là nhắc lại nè lần cuối cùng anh ấy kiểm tra mắt là bao nhiêu là 10 tháng trước thì anh ấy đã không kiểm tra mắt được 10 tháng rồi câu gì đây câu C ha he hasn't had his eye test for 10 months rồi các bạn có quyết làm câu này không vậy? và kiểm tra mắt là bị động đúng không bác sĩ kiểm tra cho anh ta chứ anh này làm phải dùng như cô nè had his eye test anh ấy được kiểm tra đúng không được kiểm tra chứ không phải là anh ấy tự kiểm tra được được kiểm tra bởi bác sĩ ha các bạn 47 nè Would you like to have dinner with me? Miss Hoa said to me uh, Bạn có muốn ăn tối với tôi không? Hoa nói với tôi bạn có muốn ăn tối tôi không phải là một lời có phải là một lời mời không các bạn một lời mời ăn tối đúng không mình có từ show show là là bảo show là bảo tôi đi ăn tối call be invited nghĩa là mời ask me if she like hỏi tôi rằng cô ấy có thích ăn tối với tôi không còn cô đi suggest me là gợi ý cho tôi cái nào đúng nhất nhỉ bạn có muốn ăn tối với không có tôi không thì sao? Thì là phải là mời tôi đúng không? Invited me to have dinner with her. Thì cô Hoa cũng mời tôi ăn tối với lại cô ấy. Rồi, 48 nè. Every student required to write an essay on topic. Mỗi học sinh được yêu cầu phải viết một cái bài luận về chủ đề này. Is required to. Is required to là được yêu cầu phải làm gì? Rồi đầu tiên nè. Might là có thể. Should là nên. Can't write. They require. Và có nghĩa là họ yêu cầu. Một học sinh phải viết một bài luận về chủ đề này. Hoặc là câu đi. Must write là phải bắt buộc phải viết. Cái nào đúng? Mỗi học sinh được yêu cầu là phải viết và luận về cái vấn đề này thì có phải là mỗi học sinh phải viết bài luận ở chỗ về này câu của đi ha must write an essay on the topic hẹn hay, hay kịp phần này không có vẻ không kịp lắm hả có vẻ không kịp đúng, đúng không cô dừng lại xíu cho các bạn theo nhé rồi câu 49 và câu 50 là mình quay lại bài đọc. explore. Explore âm mấy? Âm 2 ha. Design âm 2 luôn. Require âm âm 2 luôn. Threaten âm số 1. Thì câu gì đây? Câu đi ha. Threaten một khác. Một khác hai. Rồi. Ent entertained. entertain âm số 1. Solution Solution là âm số 2 ha. Ref referee Referees âm số 3 Và Afternoon Là âm số 3 luôn Rồi Câu Câu B ha hai khác 3 ha Entertain là âm số 3 Nãy cô nói cô nói nhầm đúng không Rồi Entertain âm số 3 Solution âm số 2 Breakfast ông số 3 và afternoon ông số 3 Phần như cô cấu của B hai khác ba Được chưa? Hả? Entertained Entertained Sao mà A được? Mà tuyệt Cô chuyện là bài đọc nha mấy đứa Đọc này dài quá nhỉ Hai bài đọc đều bài nào cũng dài hết Rồi Body language đúng không? 31 Body language là về ngôn ngữ cơ thể đúng không các bạn? bài đầu tiên nha, cô highlight cái này là cô dịch bạn đó nha Body language is a vital form of communication Rồi các bạn tập trung chú ý nè Bắt đầu dịch nha Ngôn ngữ cơ thể là một hình thức giao tiếp quan trọng. Trên thực tế, người ta tin rằng các dạng ngôn ngữ cơ thể khác nhau đóng góp khoảng 70% vào khả năng hiểu của chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngôn ngữ cơ thể sẽ khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau. Lấy ví dụ là chuyển động của mắt, eye movement, movement là sự chuyển động, chuyển động của mắt. Ở Mỹ, một đứa trẻ được mong đợi sẽ nhìn thẳng vào cha mẹ hoặc giáo viên đang la mắng mình. ở các nền văn hóa khác thì ngược lại nhìn thẳng vào giáo viên hoặc phụ huynh trong tình huống như vậy được coi là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng. một hình thức ngôn ngữ cơ thể khác cũng được sử dụng khác nhau, tùy thuộc vào nền văn hóa chính là khoảng cách. ở Bắc Mỹ Mọi người thường không đứng gần nhau như là ở Nam Mỹ. Hai người Bắc Mỹ không biết rõ về nhau sẽ giữ khoảng cách là 4 feet giữa họ. Ngược lại những người Nam Mỹ trong cùng một cuộc trò chuyện sẽ đứng cách nhau đến 2 và 3 feet. Những người Bắc Mỹ chỉ đứng cách xa nhau hơn 2 feet nếu họ đang có một cuộc trò chuyện bí mật hoặc nếu có sự thân mật giữa họ. Rồi ai đứng gần hơn? Ngất Mỹ thì đứng cách nhau tới 4 feet lần ha, còn người Nam Mỹ thì, thì đứng cách nhau 2 đến 3 feet. Và người Bắc Mỹ sẽ đứng cách nhau 2 feet nếu có đang nói chuyện thầm kín gì đó, đúng không? Gesture là gesture là những cái những cái cử chỉ, những cái cử chỉ. Cái cử, chỉ cái cử chỉ gesture. Những cái cử chỉ thường được sử dụng để giao tiếp chúng ta chỉ tay nè nhướng lông mày lên nè vẫy tay hoặc di chuyển bất kỳ bộ phận nào trét trên cơ thể để thể hiện điều chúng ta muốn nói tuy nhiên điều này không có nghĩa là mọi người trên khắp thế giới đều sử dụng những cử chỉ giống nhau để thể hiện những ý nghĩa giống nhau chúng ta rất thường thấy rằng những cử chỉ giống nhau có thể truyền đạt những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào các quốc gia một ví dụ về cử chỉ có thể bị hiểu sai chính là lè lưỡi. Trong nhiều nền văn hóa, đó là một dấu hiệu của việc phạm sai lầm nhưng ở một số nền nhưng mà ở số một số nơi thì đó gọi là sự chế giễu. Bạn cuối cùng Rồi, nguy cơ hiểu lầm lẫn nhau rất là lớn Rõ ràng học ngôn ngữ của nền văn hóa khác là chưa đủ bạn cũng phải học cái tín hiệu phi ngôn ngữ của nó nếu bạn muốn giao tiếp thành công non verbal là phi ngôn ngữ ha ok chưa Cứ verbal là nói về gì đây? Ngôn, verbal nói về văn nói còn non verbal thì không phải văn nói là văn là cử chỉ những cái hành động của mình khoan các bạn có comment gì không vậy chết rồi cô không reset cô không reset được đứng rồi mấy đứa ơi máy đứng rồi mấy cô bị đứng rồi à Ừ, uhm, rồi Ok, hiểu ha, nói về những cái uh, giao tiếp bằng cơ thể đúng không? Body language. Rồi, 31 nè. What is the passage mainly about? Cái đoạn văn này chủ ý nói về vấn đề gì nhỉ? Câu A. Misunderstanding in communication, những cái sự hiểu lầm trong giao tiếp. Câu B. Interpretation of gesture in different culture, giải thích các cử chỉ trong nền văn hóa khác nhau. Câu C. The significance of non-verbal signal in America tầm quan trọng của tín hiệu không lời trong ở Mỹ. Cô đi. Non-verbal communication across culture. Giao tiếp phi ngôn ngữ giữa các nền văn, văn hóa. Nào. Cái nào đây? 31. Cái nào chính là cái ý chính của đoạn văn này vậy? Những cô có số 1 nè. Ngôn ngữ cơ thể là một hình thức giao tiếp như thế nào Rất là quan trọng Và thực tế là người ta tin rằng Các ngôn ngữ cơ thể khác nhau có thể đóng góp khoảng 70% vào khả năng hiểu đúng không Thì sao mình phải chú trọng về những cái ngôn ngữ cơ thể Nói về gì đây Giao tiếp phi ngôn ngữ giữa các nền văn hóa Câu đi nha các bạn Và cái câu tiếp theo là gì nè rất là quan trọng lưu ý là gì ngôn ngữ cơ thể sẽ thể hiện khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau thì mỗi nơi mỗi khác đúng không không phải là nơi nào thì ngôn ngữ cơ thể cũng giống nhau cả nói về những cái ngôn ngữ cơ thể những cái giao tiếp mà phi ngôn ngữ là những những, những giao tiếp dùng ngôn ngữ cơ thể ở các nơi trên thế giới hoặc là các nơi trên hoặc à, những nơi có nền văn hóa khác nhau rồi tiếp theo câu số 32 nè the word miss misinterpret, misinterpreted nghĩa là hiểu sai, hiểu sai nhé các bạn. misinterpret, misinterpreted, hiểu sai. Rồi đầu tiên mình có từ mispronounce, mispronounce là phát âm sai, misbehave, cư xử kém, misspelled, đánh vần sai và misunderstood, hiểu sai thì hiểu sai misinterpret misinterpreted thật đồng nghĩa là gì đây chúc cô không ừ Hay gì cơ cô không có lướt được cái comment mấy đứa ơi cô bị đứng cái màn hình rồi cô bị đứng cái màn hình rồi 31 mốt cô đi thấy rồi nhưng mà cô không có lướt lên được cô bị đứng cái màn hình rồi Cô thấy 31 đi hả Đúng rồi Rồi 32 nè misinterpret nghĩa là gì ta Hiểu sai đó là câu Cô đi misunderstood understood các bạn Hiểu sai misunderstood Cô không có thấy Cô thấy comment mà cô không có lướt lên Xem comment cũ được Bị đứng cái màn hình rồi Rồi ok 33 The word it in part refer to Thấy từ it chưa Đài, it communicates đúng không? In many culture, it is a sign of making a mistake, but in some place, it communicates ridicule. Hmm. Một, uh, an example là gì đây? Ví dụ là cái câu mình phải coi cái câu tiếp theo câu trước là gì đây? Uh, in many culture là trong nhiều nền văn hóa đó là dấu hiệu của việc phạm sai lầm nhưng một số nơi thì nó thể hiện sự chế giễu rồi cái nào là thể hiện sự sai lầm nhỉ cái việc nào các bạn đọc, mình phải đọc câu trước thì mình mới mình mới hiểu đúng không câu trước là gì đây một ví dụ về cử chỉ có thể bị hiểu sai là là lè lưỡi các bạn thấy lè lưỡi không sticking out the tongue thì cái việc mà lè lưỡi này trong các văn hóa một số nền văn hóa đó là dấu hiệu của việc phạm sai lầm nhưng mà ở một số nơi đó là thể hiện sự chế giễu có phải là câu c sticking out the tongue được chưa mình có sticking out the tongue thay thế cho bằng it ha thế bằng it được chưa 34 nè As stated in the last par paragraph, in order to communicate successfully with people from another culture, It is advisable for a person. Rồi, như đã nêu trên trong đoạn văn. Để giao tiếp thành công với những người từ một nền văn hóa khác, một người được khuyên là nên, được khuyên là nên như thế nào? Mình phải coi ở đoạn cuối đúng không? Đoạn cuối nè, obviously hai câu cuối. Rồi đọc hai câu cuối như thế nào đây? Rõ ràng, việc học ngôn ngữ của một nền văn hóa là chưa đủ, học ngôn ngữ hay là học văn nói chưa đủ bạn có phải học những cái tín hiệu phi ngôn ngữ của nó nếu bạn muốn giao tiếp thành công nghĩa là phải học ngôn ngữ và phải học những cái cử chỉ nữa đúng không học cả ngôn ngữ và cả những cái cử chỉ hoặc là học cả ngôn ngữ và những cái thứ phi ngôn ngữ to learn both the language and non verbal signal of that culture tìm hiểu cả ngôn ngữ và tín hiệu phi ngôn ngữ của nền văn hóa đó they have a go the language both the language and non verbal signal nó có trong hai câu cuối nè language and non verbal signal. signals signals huh? the language and non verbal signals thấy chưa học cả ngôn ngữ và những cái cử chỉ phi ngôn ngữ 35 which form of body language is not mentioned in the passage cái hình thức ngôn ngữ cơ thể nào không được đề cập ở trong đoạn văn đầu tiên là câu a distance khoảng cách có đề cập không có đề cập đến distance không đây nè distance nè đầu tiên is distance có đúng không thì sao con này là 40 35 a có rồi tiếp posture tư thế tư thế có không có không không có không có hình cho cô cô bì rồi gesture gesture có không các bạn gesture có không đâu rồi gesture gesture hồi nãy cô mới đọc à đây 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 cái từ đầu tiên này gesture cử chỉ nó là cử chỉ đúng không thể hiện ở câu số 35 câu oxy oh, ha gesture rồi cô đi eye movement cái chuyển động của mắt có luôn rồi ai bạn ơi movement chuyển động của mắt 35 câu cô... đi ở đây ha rồi chỉ có câu c là không chỉ có câu b là không có trong bài thôi được chưa à, bài đọc tiếp theo không bài đọc này là mình nghĩ ha không bài mình nghĩ what picture do you have of the future bài đọc nó hơi dài các bạn tập trung chú ý xíu cho cô nha What picture do you have of the future? Why will life in the future be better, worse, or be the same as now? What do you hope about the future? Các này cũng hơi dài, cũng nữa hơi tạp, hơi là nhàng xíu. Đầu tiên, câu đầu tiên nghĩa là nào, nghĩa là như nào đây? Bạn có bức tranh nào về điều gì trong tương lai không? Bạn có hình dung được bức tranh trong tương lai hay không? liệu cuộc sống trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn tồi tệ hơn hay là giống như bây giờ bạn hy vọng gì về tương lai future law future law futurologist futurologist predicts các nhà mình có những nhà tương lai học các bạn futurologist những cái nhà tương lai học dự đoán rằng cuộc sống sẽ rất khác vào năm 2050 trong tất cả mọi lĩnh vực từ giải trí đến cho đến công nghệ. Trước hết, có vẻ như các kênh truyền hình sẽ biến mất. Thay vào đó mọi người sẽ chọn một chương trình từ một menu và một máy tính sẽ gửi chương trình đó trực tiếp đến TV. Ngày nay chúng ta có thể sử dụng World quay Web để đọc các câu chuyện trên báo và xem hình ảnh trên máy tính cách xa hàng nghìn km. Đến năm 2050 thì âm nhạc, phim ảnh, chương trình báo chí, sách sẽ tiếp cận với chúng ta bằng bằng máy tính ha. Trong những vấn đề liên quan đến môi trường, nước sẽ trở thành một những vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta. Ở nhiều nơi, nông nghiệp, agriculture là nông nghiệp, các bạn, agriculture, Nông nghiệp đang dần thay đổi. Nông nghiệp đang dần thay đổi. Và nông dân đang trồng rau quả để xuất khẩu. Export là xuất khẩu. Điều này sử dụng rất nhiều nước. Điều này cái việc này cần rất nhiều nước. Đúng không? Để nuôi trồng nông nghiệp phải cần rất nhiều nước. Nhu cầu về nước sẽ tăng lên gấp 10 lần. Từ bây giờ đến năm 2020 và nước có thể bị hiếu trục và các nước có thể bị thiếu hụt nghiêm trọng có shortage sort, shortage là shortage là thiếu hụt ha các bạn shortage thiếu hụt nước có thể bị thiếu hụt nghiêm trọng một số nhà tương lai học dự đoán rằng nước là có thể là nguyên nhân gây ra chiến tranh nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ thì là họ chiến tranh để giành nước đúng không? bây giờ là chiến tranh để giành đồng mỏ thì là thì một trong một vài năm tới nữa sẽ chiến tranh để giành nước tại vì nước là một cái nguồn gọi là nguyên liệu bị thiếu hụt, nhiên liệu bị thiếu hụt. In transport là trong vận tải, xe ô tô đó, chạy bằng nhiên liệu sạch mới sẽ có máy tính điều chỉnh tốc độ và sẽ không có xảy ra tai nạn. Ngày nay nhiều ô tô có máy tính cho người lái biết xác định vị trí của họ đến năm 2050 máy tính máy tính sẽ điều khiển ô tô và đưa nó đến địa điểm điểm và đưa sẽ tự đưa ô tô đến địa điểm đến mặt khác máy bay không gian sẽ đưa con người đi nửa vòng trái đất trong 2 tiếng ngày nay tàu con thoi của Hoa Kỳ có thể đi vào không gian và hạ cánh xuống trái đất một lần nữa đến năm 2050 máy bay vũ trụ sẽ bay khắp thế giới và mọi người sẽ bay từ Los Angeles đến Tokyo chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thôi các bạn nói về những cái dự đoán trong tương lai đúng không domain of technology trong lĩnh vực công nghệ robot sẽ thay thế con người trong các nhà máy nhiều nhà máy sử dụng robot các công ty lớn thích các công ty lớn thích uh, robot vì sao tại sao các công ty lớn thích robot các bạn chúng không yêu cầu tăng lương hay là đình công và chúng sẽ làm việc 24 tiếng một ngày đến năm 2050 chúng sẽ chúng ta sẽ thấy robot ở khắp mọi nơi trong các nhà máy trường học văn phòng bệnh viện cửa hàng hoặc là nhà riêng nhưng là robot nó khác con người robot thể làm việc liên tục mà không có nghỉ đúng không cũng không cần ăn uống gì hết cũng không có những nhu cầu cá nhân rồi, last but not least là cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Công nghệ y học sẽ kiểm soát được nhiều bệnh tật. Conquer, kiểm soát. Ngày nay, có những thiết bị điện tử kết nối trực tiếp với não bộ giúp con người có thể nghe được. Đến năm 2050, chúng ta có thể có chúng ta sẽ có thể giúp những người mù và điếc nhìn và nghe trở lại các nhà khoa học đã khám phá ra cách kiểm soát được gen họ đã tạo ra các bản sao của động vật. Đến năm 2050, các nhà khoa học sẽ có có thể tạo ra các bản sao của con người và quyết định họ trông như thế nào, cư xử như thế nào và mức độ thông minh của họ là sao. Thì cái này nó hơi ghê đúng không các bạn? Produce clone, clone là những bản sao ha. Clone là các bản sao. Rồi. Dễ đúng không? Mà này cũng dịch thì nó cũng dễ hiểu, cũng không bị khó, quan trọng là nó hơi bị hơi bị dài rồi rồi. Câu 36. 36. The word this ở đoạn số 3 đề cập tới cái gì các bạn? The word the word this ở đoạn số 3 đề cập tới cái gì? Đoạn số 3 đâu? 1 2 3 đúng rồi. This This use a lot of water. cái việc này sử dụng rất là nhiều nước thì cái việc này là việc gì các bạn? Hmm? This use a lot of water. việc này sử dụng rất nhiều nước. Hmm? Cố ai? The possible war. chiến tranh war war chiến tranh có thể xảy ra. Copy the cash crops planting. việc trồng cây hoa màu Câu C, the serious shortage. Sự thiếu hụt nghiêm trọng và câu D, the demand of water, nhu cầu về nước. Cái gì đây? Growing fruit and vegetables to export. Có phải là cái việc mà trồng rau ăn quả để xuất khẩu sử dụng rất nhiều nước đúng không? Câu B ha, the cash crop planting là trồng cây hoa màu. Trồng cây hoa màu thì cái việc mà trồng cây nó tốn rất là nhiều nước nên nó bị thiếu hụt ha câu hai bảy. domain domain nghĩa là gì domain nghĩa là gì ta lĩnh vực lĩnh vực Mình có từ domain nè domain of technology là nghĩa là lĩnh vực về thông tin lĩnh vực trong lĩnh vực về công nghệ rồi mình có way of life là lối sống interest là sở thích field of expertise lĩnh vực chuyên môn và challenge thử thách quá rõ ràng lĩnh vực thì mình chỉ có câu we'll field of expertise lĩnh vực chuyên môn chuyên về gì đó thì trong lĩnh vực công nghệ robot sẽ thay thế con người trong các nhà máy vậy thôi ha cái câu này nghĩa là vậy domain lĩnh vực field of Expertise. 38 conquer conquer nghĩa là chinh phục không các bạn conquer Chinh phục Control Kiểm soát Diagnose chẩn đoán Chẩn, chẩn đoán hoặc là chẩn đoán, transmitted lây truyền, cause gây ra. Rồi, không chinh phục, đúng không? Thì có sao? Mình phải dùng từ nào rừng nghĩa nhất? Chinh phục, conquer là phải là chinh phục nghĩa là kiểm soát các bạn? Chinh phục một cái gì đó, nghĩa chinh phục là dưới quyền, dưới trướng đúng không? Nghĩa là mình có thể kiểm khi mình chinh phục cái gì đó thì mình có thể kiểm soát được nó, đúng không? Conquer, chinh phục, đồng nghĩa lại kiểm soát, control. 39 nè. What What may not be true about life in 2015? P 50. Điều nào không đúng về cuộc sống vào năm 2050? Điều nào không đúng? Điều nào không đúng? Câu ai? Nhiều hình thức giải trí sẽ đến với chúng ta nhờ máy tính. Có đề gặp có đúng không? Cô bị nhiều người mù và điếc sẽ được các nhà khoa học giúp đỡ để nhìn và nghe trở lại cũng có đề cập đến y học luôn câu c các nhà khoa học có thể tạo ra các bản sao của con người và quyết định mức độ thông minh của họ cái câu cuối cùng có đề cập đúng không đây nè cuối cùng đấy intelligence câu cuối cùng là câu ba chín c nè còn câu đi thì sao nguồn nước phục vụ nông nghiệp của chúng ta sẽ tăng lên gấp 10 lần ừ. Phục vụ nông nghiệp chúng ta tăng lớp 10 lần Chỉ là nước phục vụ nông nghiệp thôi hay là nhu cầu nước nói chung các bạn ừ? Cái câu 39 đi nó bảo là chỉ là nước phục vụ cho nông nghiệp thôi Nhưng mà các bạn đọc nó nói về đây Cái nước phục vụ cho tất cả mọi thứ đúng không Cái nhu cầu về nước để phục vụ tất cả mọi thứ nó phải tăng gấp 10 lần nghĩa là bao gồm cả cái việc là dùng cho nông nghiệp thì phải thanh cho cô câu đi đúng không nó chưa có đúng lắm the demand for water it will increase Ten times ở đây nó bảo là câu đi ấy, trong cái bài câu 39 này nó bảo là cái nguồn nước để dùng cho nông nghiệp nó phải tăng gấp 10 lần nhưng mà trong bài đọc bảo là nguồn nước để phục vụ những nhu cầu sinh hoạt nói chung phải tăng gấp 10 lần nghĩa là phải bao gồm cả nông nghiệp luôn đúng không thì câu đi nó chưa đủ ấy lắm thì nó không đúng ha bốn the passages mainly discuss cái bài đọc này chủ yếu thảo luận về câu a nè câu a ảnh hưởng của dự đoán của các nhà khoa học đối với cuộc sống chúng ta câu b ảnh hưởng của viễn thông telecommunication là, là viễn thông ảnh hưởng của viễn thông đối với cuộc sống tương lai của chúng ta câu c những thay đổi trong cuộc sống tương lai của chúng ta so với cuộc sống ngày nay có đi tầm quan trọng của nhân bản trong tương lai ừ. cái nào đúng nhất nỉ đợi gì 40 40 40 cho cô đáp án đi cho cô đáp án này nhanh lên Câu gì hả Viễn thông Ảnh hưởng hay là những thay đổi trong cuộc sống tương lai với lại cuộc sống hiện tại nghĩa ở câu C ha Những thay đổi trong cuộc sống tương lai của chúng ta so với cuộc sống hiện tại như thế nào Rồi 44 Xin cho câu C ha 41 nè We can conclude from the passage, that in 2050 Chúng ta có thể kết luận từ bài đọc vào năm rằng từ bài đọc rằng vào năm 2050 thì như thế nào ta. Câu A, mọi người có thể du lịch vùng quanh thế giới trong 2 tiếng đồng hồ. Câu B, ít ô tô hơn sẽ được sử dụng để giữ cho môi trường xanh và sạch sẽ. Câu C, không ai bị thương hoặc chết vì tai nạn. Câu D, máy bay vũ trụ sẽ thay thế ô tô làm phương tiện di chuyển. Câu nào nhỉ? Nhưng mà đọc mình dịch hết rồi thì sao? Ừ? Cô nào có thể suy ra từ bài đọc nhỉ? nhìn thấy cô kỹ này in transport có phải là câu C hay không? Nhìn thử trong bài phải là câu C hay không vậy? Câu C đâu? Đây nè. In transport là trong vận tải. Ô xe ô tô sẽ chạy bằng nhiên liệu sạch và sẽ có máy tính điều khiển tốc độ và nhờ cái máy tính này nó sẽ không gây ra tai nạn thì phải là không ai bị thương hay là chết vì tai nạn giao thông nữa đúng không? Tại vì cái máy, nó phải là cái máy tính trong cái con cái xe này nó điều khiển cái việc mà tránh gây tai nạn nhất có thể thì sẽ không ai bị thương hoặc chết vì tai nạn nữa. Mình có thể suy ra từ cái đoạn này không? Có các bạn. 42 câu cuối cùng. What can we infer? about life in 2050 according to the passage. Rồi câu 41 và câu 42 nó giống nhau. Các bạn đọc lại câu 41 nữa là cái câu này cô vừa mới highlight ha. Có phải là nhờ cái máy này nó giúp cho mọi người không có bị tai nạn nữa đúng không? Nhờ những cái máy này không qua bị tai nạn nữa. 42. What can we infer about the life? Điều gì có thể được suy ra Điều gì có thể được suy ra về cuộc sống vào năm 2050 nhỉ? Đầu tiên, cuộc sống vào năm 2050 sẽ tốt hơn so với ngày nay. Câu B, TV sẽ là phương tiện giao tiếp và kinh doanh không thể thiếu. Câu C, con người sẽ không bị thiếu nước do nóng chảy ở hai cực. Câu D, người điếc sẽ không phải phụ thuộc vào các thiết bị trợ thính điện tử nữa. Câu nào nhỉ? Thì nó hơi khó tìm đúng không các bạn hơi khó tìm đúng không nó lại gặp nè by 2050 vào năm 2050 thì sao chúng ta có thể giúp những người mù và điếc nghe và nhìn trở lại Câu Cố... câu đi ha thì người điếc sẽ không phải dựa vào những thiết bị trợ thính nữa ha à được chưa 42 41 hiểu không Tìm trong bài giúp cô nha 42 câu C hai câu đi chứ nhỉ Rồi 42 câu đi Đoạn này highlight like giúp cô nha Rồi 40 hay là 41 câu C đây này highlight like luôn Ok chờ Hết rồi hết rồi Không còn gì hết Ok Bài học này cũng là kết thúc rồi ha Cô sửa hai bài đọc xong hết rồi cái gì các bạn có thể hỏi cô bây giờ có hỏi gì không có hỏi bất kỳ cái gì không cô đợi nè ok không hiểu bài không mấy đứa ơi, cái phần comment của nó bị đứng rồi mấy đứa ơi nó bị đứng cứ ngắt rồi comment thử coi nó có nhảy lên không có gì hỏi nữa không Mai Tuyết 41 A à, đội hình 41 C 42 câu D được chưa hỏi gì nữa không không gì có ốc nha mấy đứa không đúng không hỏi bài gì không hỏi gì không không đúng không em mấy đứa kia Thế thôi em có ấp cho mấy đứa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi live của cô. chứ các bạn muốn ngon, cuối tuần vui vẻ. Rồi, vậy thôi nha. Không hỏi gì thiệt đúng không? không hỏi thì cô ấp đó. Bye bye, chào các bạn. Bye bye, bye bye, bye. bye. Rồi ao la đi, ao la từ từ đi. Xong rồi đó. học xong rồi đó. ngắn gọn ha, sẽ tắt. Bye bye Tuyết nha. Rồi bye các bạn, bye tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Bye bye.